My à, My chọn hoa quả đi, hôm nay hoa quả tươi lắm. Thế đi lấy cho My 2 cân cam đi. My chờ mình chút. Anh này My, muộn bây giờ. Của My đây. Của My 40.000. Phải cầm hộ tao tí. Lần sau ấy, muốn ăn cam thì bảo tao gọi người mua hàng nhập cho. Chứ mua ở mấy cái hàng đầu đường xó chợ như thế này, chết lúc nào không biết ấy. Nhưng mà cả nhà ra thích ăn cam ở đây. Ở đây vừa ngon, lại vừa rẻ nữa. Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, chả có ý gì cả. Mà mày bảo có việc cơ mà, sao bây giờ còn đứng đây? Không sao đâu, mình hiểu mà. Tình hình của bác dạo này thế nào rồi à? À, mẹ mình chỉ bị cảm nhẹ thôi. Ngày mai là khỏi, đi làm lại được rồi. Thế tốt quá rồi. À mà này, cô em ý có đăng tin tuyển người làm, hay là anh qua chỗ cô em làm đi. Cô em sẽ tạo điều kiện giúp đỡ những sinh viên vừa học vừa làm như anh đấy. Cảm ơn My, có gì ngày mai mình sẽ qua. Cho em mượn điện thoại của anh đi. Tao thấy mày dầm dớ vãi. Mua cam thì mua đi, lại còn đèo bỏng. Đèo bỏng là sao? Thì đó, đang dưng mày giới thiệu việc làm cho thằng đấy làm gì? Mà quán cơm nhà mày có phải là thiếu người đâu. Thì tao thấy anh Dũng là một nhân tài. Với cả tại đang muốn nuôi dưỡng nhân tài. Nhân tài? Này, mày cẩn thận đấy, không bị nó lợi dụng lúc nào cũng biết. Mày đừng có nghĩ ai cũng xấu như thế có được không? Không phải là tao nghĩ xấu, mà sự thật là như thế. Bọn nhà nghèo ấy, chúng nó hay thấy người sang bắt quà làm họ. Bao nhiêu vụ rồi chúng nó nảy sinh lòng tham rồi đố kỵ ăn cắp đồ của mình. Mày không biết à? Có phải là ai là người nghèo cũng như thế đâu hả mày? Với cả anh Dũng là một người có tài, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Khéo khi ấy mày còn chạy đến làm quen với tao mình. Này, còn lâu nhá. Mày ở đây à? Thôi, thay quần áo nhanh lên rồi đi, muộn rồi. My có việc phải đi bây giờ. Đi đến một nơi sang trọng, nơi mà người nhà anh không thể đi được. Trang, mày không phải nhấm nháy. Tao nói đúng rồi còn gì. Nghèo nhanh ta làm gì có tiền mà đi. Mày thôi đi. Thế thì My đi trước nhá. Hẹn Dũng một buổi học sau vậy. My đi về đi. Ý của Trang là gì vậy? Thôi, ít ra làm lái xe thuê vẫn còn đỡ hơn thằng bán hoa quả đầu đường xó chợ, không có tương lai. Gì nhỉ? Sao anh biết em ở đây mà đến đón? Anh hỏi cô là biết ngay ấy mà. Ừ, cũng
lâu lắm rồi nhở? Bao nhiêu năm rồi? Em lên xe đi, thích đi đâu anh đưa đi, đưa đồ anh xách cho. À, mà Trang lên luôn đi, đưa đồ anh xách cho. Sống ở bên đấy thì thế nào? Bao giờ anh lại bay sang? Anh không sang bên đấy nữa. Anh đang nhờ người làm giấy tờ để lập công ty riêng. Vậy tốt quá rồi. Chúc mừng anh nhé. Cảm ơn em. Để anh mời hai em ly cà phê nhé. Được ạ. Trang ngồi đi em. Dạ, gọi cho em xin phép đi vệ sinh một chút. Hai người cứ ngồi trước đi. Chị cần chút gì? Cho em một sữa chua đánh đá. Cho anh một cà phê phin. Mi này, cảm ơn em. Hồi đấy cũng nhờ có em giúp mà anh tìm được một công việc tốt, vừa có thể học cũng vừa có thể làm. Không những thế, em luôn ở bên động viên anh, trong khi mọi người luôn coi anh là một kẻ nghèo hèn, thì em lại tin anh sẽ thành công. Chuyện đấy có đáng gì đâu anh. Với cả em giúp anh không phải để anh cảm ơn em đâu. Anh biết em là một cô gái tốt, chính vì vậy lần này anh bay về Việt Nam để gặp em. Trang, thôi gọi đồ uống đi. Anh cứ ngồi đi ạ. Em mới có việc bận bây giờ cho nên là chắc xin phép hai người em đi trước. Tao tưởng tối nay mày không có lịch gì cơ mà. Nếu không bận việc gì thì ngồi lại với bọn anh một chút. Lát anh đưa My về, rồi tiện đường anh đưa em về luôn. Dạ thôi, chắc cũng không cần đâu ạ. Tại vì em có bạn đi đón rồi. Hai người cứ ngồi chơi đi. Anh Dũng này. Sao em? Thời gian vừa qua em có nói nhiều điều hơi vô ý, chưa biết suy nghĩ cho nên là nếu có chuyện gì mong anh bỏ qua. Không sao đâu, những chuyện đấy anh cũng quên lâu rồi. Đúng rồi đấy, mày hiểu được đến giờ là tốt lắm rồi. Lần sau đừng có như thế nữa là được. Em xin phép, hai người lại chơi nhé.